2024 được đánh dấu là một năm biến đổi khí hậu khắc nghiệt khi có thêm sự tác động của Enino và sắp tới sẽ là La Nina với nhiều trận bão lớn hoành hành ở khắp các châu lục. Khi cơn bão Iagi vừa đi qua và để lại thiệt hại nghiêm trọng trên tuyến đường mà nó càn quét qua, thì những cơn bão mới lại tiếp tục xuất hiện. Một cơn bão nhiệt đới có tên là Ileana đã bắt đầu hình thành từ ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico vào ngày 12 tháng 9 và hướng vào thành phố Los Cabos, miền Tây Mexico, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển. Ileana đi qua tiểu bang Baja California Sur vào ngày 13 tháng 9 gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Trước đó, bão Francine đổ bộ bang Louisiana, Mỹ ngày 11 tháng 9 với sức gió khoảng 160 km h gây lũ quét và mất điện, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người. Thậm chí New Orleans phải hứng chịu lượng mưa lớn tương đương một tháng chỉ trong một ngày. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Bebinka Dự báo sẽ tiến gần khu vực đảo Amami phía tây nam Nhật Bản tối ngày 14 tháng 9, có thể gây gió mạnh, lở đất, lũ lụt và sóng cao. Đây là cơn bão thứ 13 trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản.